Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh, chủ lực là Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, chú trọng truyền thông những kiến thức cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh, qua đó hình thành ý thức tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông cho mình và mọi người. Đây là nội dung có trong mục An toàn giao thông vì bình yên cuộc sống hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngành đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách thống nhất giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Nhâm Dần nhằm đáp ứng nhu cầu khách tăng dần những ngày giáp Tết. Theo đó, ngoài 7 đôi tàu khách thống nhất còn có các đôi tàu SE12, SE34, SE56, SE78, SE910. Cùng đó, trên tuyến Bắc Nam còn có các tàu khu đoạn Tết từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và ngược lại, từ Hà Nội đi Vinh và ngược lại, tuyến Hà Nội, Hải Phòng. Chạy 3 đôi tàu Tết LP56, LP78 và LP3, HP2. Các tuyến khác như Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Thái Nguyên hiện vẫn không chạy tàu khách. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến nay cả nước có 103.000 xe trong tổng số 205.000 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo đã lắp camera giám sát, đạt tỷ lệ gần 50%. Qua kiểm tra của các đơn vị chức năng, phần lớn doanh nghiệp lắp camera đúng tiêu chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, song vẫn còn có nhà xe chưa tìm hiểu kỹ nên mua các thiết bị trôi nổi, chưa đảm bảo kết nối dữ liệu tới cơ quan quản lý. Hiện chủ đầu tư đã hoàn tất các thủ tục về quy trình bảo trì chung cho toàn bộ tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có tổng chiều dài tuyến chính là 15,2 km, được thiết kế với quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Dự án được khởi công cuối năm 2019, là dự án duy nhất trong 11 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, được Bộ Giao thông Vận tải giao cho địa phương làm chủ đầu tư. Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay thường lệ khứ hồi kết nối Hà Nội, Frankfurt, Đức từ ngày 4 tháng 3 năm 2022 với tần suất ban đầu 2 chuyến khứ hồi một tuần. Tần suất chung sẽ được nâng dần lên theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, hãng đang đẩy mạnh kế hoạch khai thác đường bay thẳng thường lệ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Frankfurt ngay khi điều kiện cho phép, cũng như nghiên cứu các đường bay thẳng đến Munich, thủ đô Berlin, Đức. Bamboo Airways chính thức mở bán đường bay trên từ ngày 24 tháng 1 năm 2022. Xác định tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức, nhận thức cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, góp phần bảo vệ các em khỏi hiểm họa tai nạn giao thông. Năm 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông tới hơn 3.000 học sinh tại 12 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng đại học trên địa bàn tỉnh, phát 4.800 tờ rơi tuyên truyền về pháp luật, trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị trường học, tổ chức ký cam kết tại các đơn vị trường học tặng 180 mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Qua cái năm 2021 thì qua cái việc tuyên truyền đó thì chúng tôi thấy được là cái sự chuyển biến rất là rõ rệt trong đối với tất cả các nhà trường và các em học sinh, đặc biệt là các nhà trường thì trong các công tác phối hợp đã rất là chủ động và đã liên hệ với các cơ quan công an để mà tổ chức các buổi tuyên truyền đối với em. Đối với em học sinh thì đã hiểu được cái việc mà khi tham gia giao thông sao đúng, đảm bảo và an toàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục, pháp luật về an toàn giao thông đã và đang được các đơn vị trường học chú trọng, coi đây là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo nằm gần quốc lộ 1A, khu vực này vốn phức tạp về tình hình an toàn giao thông, do đó để học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, hàng năm nhà trường đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, gửi bản cam kết tới học sinh và phụ huynh học sinh về việc giao xe đúng độ tuổi, thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cháu thì hiện tại là phương tiện cháu di chuyển là xe máy dưới 50 phân khối ạ. Và đây cũng là một cái phương tiện mà nó cũng có rất là nhiều những cái vấn đề khi mà sử dụng ạ. Nên là cháu cũng được nhắc nhở rất là kỹ ạ. Mặc dù vậy, những vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường ở ngoài khu vực cổng trường. Tình trạng này cũng cho thấy một bộ phận học sinh chấp hành luật giao thông đường bộ chỉ để đối phó với nhà trường và lực lượng chức năng. Có thể là các bạn sẽ không phải là chịu những hậu quả đơn giản như là bị phạt hay là tài chính gì. Vi phạm là bên ngoài nhà trường mà bỗng dưng có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, thậm chí là đánh mất cả tính mạng của các bạn thì sao? Trên thực tế thì bên cạnh những cái bạn học sinh mà đã chấp
hành và tuân thủ đúng luật an toàn giao thông thì vẫn còn rất nhiều bạn học sinh vi phạm luật giao thông, giống như các chú công an cũng đã nói ạ. Thì em mong là trong năm tới, sau khi đã được nghe các chú tuyên truyền thì các bạn sẽ có thể chấp hành đúng và tuân thủ đúng luật an toàn giao thông ạ. Để việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn giao thông trở thành nề nếp, ý thức tự giác trong mỗi học sinh, thì hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trong trường học cần được triển khai thường xuyên hơn nữa. Và chỉ khi gắn trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi học sinh nhận thức rõ các nguy cơ mất an toàn giao thông để phòng tránh, thì mới hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông trong học sinh, sinh viên. Video cho thấy trong khi các phương tiện khác đã dừng theo tín hiệu đèn đỏ thì người phụ nữ điều khiển xe máy vẫn tăng tốc để đi lên. Hậu quả là xe máy đã đâm trực diện vào chiếc xe ba bánh đang sang đường. Cú va chạm khiến cả người và xe đều ngã văng xuống đường, chiếc xe ba bánh bị húc đổ nghiêng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vượt đèn đỏ thường gây những hậu quả nghiêm trọng đối với những người tham gia giao thông. Nhanh một phút, chậm cả đời, có lẽ là câu nói mà mỗi người khi tham gia giao thông cần ghi nhớ để không có tai nạn xảy ra. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình, để tri ân khách hàng, Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng với gần 450 giải thưởng. Một giải đặc biệt, 3 cây vàng SJC 4 số 9. Một giải nhất, xe máy Yamaha Janus Limited. Hai giải nhì, mỗi giải một TV LG Smart. 32 giải 3, mỗi giải 1 quạt cây Mitsubishi, 400 giải khuyến khích, mỗi giải 200.000 đồng. Chi tiết xin vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình nơi gần nhất. Chúc quý khách hàng may mắn!